Ok, mọi thứ sáu thường lệ thì Vân kết nối Zoom với các bạn để mình cùng nhau học hỏi Phật Pháp, cùng nhau khuyến tấn tu tập. Thì hôm nay cũng như thường lệ, mọi người cho Vân biết là mọi người tu tập như thế nào, có đều đặn hay không, có an lạc hay không. Ok. Ok. Đều đặn là mỗi ngày tu tập bao nhiêu biến chú Đại Bi hay là như thế nào? Đó. Em cứ 1 tiếng rưỡi chị ơi, em cứ 1 tiếng rưỡi vừa chú Đại Bi vừa niệm Phật. Ok. Dạ. Ok. Rồi, các bạn khác thì sao? Mỗi ngày 2 thời hay 1 thời nghe hả? Em một thời ấy chị, em phóng sanh đều, em hay phóng sanh chị. Một thời buổi sáng chị. Ok, very good. Rồi còn các bạn khác thì sao? Các bạn có thể bấm giùm Vân bên comment ha, là mình tu tập đều đặn mỗi ngày thì bấm số 1, và không đều đặn bấm số 2 nhé. Nếu đều đặn thì bấm số 1, không đều đặn bấm số 2. Ok, rồi ai có câu hỏi gì cho Vân không? Các bạn nào có câu hỏi cho Vân không? Có ai có câu hỏi hết. Ok, good. Ai cũng giỏi hết. Ok. Mọi người rất là đều đặn ha. Vẫn thấy nhiều số 1, cũng có số 2. Vậy thì các bạn cho Vân biết là những bạn mà không bấm có nghĩa là sao? 2, 4, 6, 7, 8. Vẫn có 21 người trong Zoom hiện bây giờ mà chỉ có 8 người bấm thôi. Còn mấy người kia không biết bấm hay là không có công phu. Ai công phu đều đặn bấm số 1, ai công phu không đều đặn bấm số 2. Let's Ok, có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Chị Thủy. Chị Thủy có câu hỏi gì hả chị? Em thấy chị mở cái mic chị ra. Lại 50 cái mỗi ngày. 30 biết mỗi ngày. Ok. Có người hỏi trước khi ăn cơm Vân có niệm Phật hay không. Cái trước khi ăn cơm Vân hay niệm 3 câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 3 lần. Xong Vân nói cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, nguyện làm các việc lành, nguyện tránh các điều ác, nguyện độ tất cả chúng sanh. Con xin cảm ơn ơn trên luôn cho con được thức ăn ngon. Và sau đó Vân niệm Phật 3 lần nữa rồi Vân ăn. Nha. Đó là cách Vân làm. Mỗi bữa ăn nào cũng vậy. Đơn giản vậy thôi. Các bạn trong Facebook Live, các bạn có câu hỏi thì cũng có thể bấm bấm cho Vân nhé.
Vâng, gặp các bạn để coi mình có cái gì hay để cùng học hỏi, trao đổi với nhau. Và nếu như mình không có cái gì hay thì chắc chắn mình sẽ cũng không không có thể gặp nhau thường xuyên nha. Tại vì mình không muốn mất thời gian của nhau. À, nếu mình có câu hỏi hay là có gì hay mình cần trao đổi, sự mầu nhiệm của Phật Pháp như thế nào đến với các bạn, à, hoặc là câu chuyện của các bạn đến với Phật Pháp, những câu chuyện các bạn đến với Phật Pháp, các bạn cũng có thể chia sẻ để mọi người cùng học hỏi. Em chị Vân. Mời em. Dạ. Chị như hồi trước em chưa biết Phật Pháp á, thì cứ tháng 7 này là tháng thân là tháng tuổi của em á, thì cứ cái tháng này là em bị té. Năm nào cũng vậy, em cũng bị té hết trơn á. Đến khi em biết Phật Pháp rồi thì tới tháng 7 này em phóng sanh nhiều và em tu tập đều đặn. Thì khoảng 3 năm nay em tu tập đều đặn như vậy, thì trong 3 năm nay cái tháng 7 này là cái tháng tuổi của em đó, là không còn nữa chị, không bị xảy ra cái gì nữa hết. Nhưng mà hồi trước chưa biết Phật Pháp ạ, cứ tháng 7 là em bị té, không té chỗ nào té chỗ kia. Khi em có bầu con bé em á, có một cái chỗ sàn nước thôi mà em té hai lần, mà em đi dép mà tại sao mà bước xuống là nó trơn nó té. Em đi thay đồ xong em đi dép xuống chỗ đó nó té nữa lần nữa đó. Từ cái ngày mà em biết Phật Pháp được tu tập, càng tới cái tháng này em càng tu tập nhiều, thì 3 năm nay là em nghiệm ra là không bị cái gì nữa. Dạ em chia sẻ vậy thôi chị. Dạ. Ok, cảm ơn nha. Còn ai nữa không? Tu đã giải được cái nghiệp của mình đó. Còn bạn nào nữa không? Câu chuyện lý do tại sao các bạn vào đạo Phật? Vì sao chị? Em chia sẻ cho chị Vân. Em chia sẻ như là em vừa giúp đỡ được một người đã biết đến Phật Pháp. Chị nghe thấy em nói không ạ? Là nghĩa là cũng là tình cờ thôi. Tại vì cái người này thì người ta những cái lần mà người ta không ngủ được hoặc người ta có vấn đề về chuyện gia đình ấy chị, là người một người bình thường thôi, người quen thôi. Thế xong là thì cứ đêm thì người ta bảo người ta dậy, xong người ta cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cái cuộc cứu nạn ấy. Nghĩa là họ chưa biết gì về Phật Pháp và chỉ biết vậy thôi. Thế xong có một lần cũng cách đây được khoảng tiếp tục hay là tháng gì đấy, thì là tự nhiên thì là nghĩa là có người nách thì bảo là kiểu biết đến em đấy, nghĩa là có duyên gì đấy, gặp em thì xong là em cũng hướng cho họ biết Phật, xong là cũng không phải là bên mình thì là em cũng định tâm cho người ta là cái bên vị chú đại bi đấy rất là mầu nhiệm. Nhưng mà tại vì là người ta em sợ là có tuổi rồi người ta tổng chú đại bi người ta tính lại thì nó hơi khó đấy, nên là em cũng tình cờ là biết được một cái kinh chú khổ đấy chị. Cái kinh chú khổ đấy thì là em hôm như thế là em quyết định lên thế nào, em cũng một quyển đấy em cũng ấn tống ra, xong là em mang đi xong em bảo là em cũng hướng dẫn họ cách tụng, xong rồi thì là cách hành pháp đấy. Thế là vì là cái kinh cái cổ này là có một lần là khiến em bị cái cổ ấy chị, thì là bị sưng mà bị gọi là u ấy. Nghĩa là em lúc em chưa nói về cái dược thảo đâu, nhưng mà thế em vô tình ở trên bàn thờ, không biết là ngày trước nó cụ em để lại thế nào, thì là vô tình đọc được, thế là xong là tối hôm ấy tự nhiên là nghĩa là đi khám rồi uống thuốc nhưng không thấy đỡ chị, không thấy gì, tự nhiên là thím bắt đầu thím cầm được thím đọc thì là thím hoàn cảnh cũng khổ lắm. Thế là đọc thì tụng hôm ấy thì thế nào tự nhiên bắt đầu theo hôm sau bắt đầu nó chẹp hẳn chị Vân ạ, cái cổ ấy nó chẹp hẳn luôn. Thế là em thấy hay các em bảo là ôi mừng quá, thì thím lên em cũng chia sẻ với vật khác, em cũng khuyên cả thím lên về thì phóng xe các cái gì chị đã hướng dẫn đấy, thì em cũng về em bảo với chị thím cũng làm được, thím cũng làm. Xong rồi vô tình thì là cái người này là mới theo được, biết em biết thôi, xong là có duyên thì em bảo chắc là có duyên thì gặp được, thế là nhân bài tận nhà em hướng dẫn. Thì cách đây độ khoảng độ một tuần gì đấy thì gọi điện cho em bảo là mừng quá, thật sự là mừng, về trước khi là biết đến Phật Pháp, trước khi biết đến em chưa quen em ạ, thì là đầu của lúc nào cảm giác đau đầu mà nặng đầu, bị rất là nhiều bệnh nặng đầu, hoàn cảnh gia đình cũng rất là khổ ấy. Xong biết đến em phát thì em hướng dẫn đấy, những gì chị cũng chỉ bảo em đấy, chị dẫn dắt em rồi, với cả tụng em cái kinh cứu khổ này, với cả niệm Phật ngày, thì là thật sự là thấy nó nhiệm màu quá. Người ta bảo em là thật sự nó quá nhiệm màu luôn ấy,
tại vì là hành trì nhưng mà rất là tin tưởng vào Phật pháp chứ không phải là hành trì đơn sơ mọi người đâu, tin tưởng cực kỳ luôn đấy. Và những lúc hành trì xong thì người đã đau lúc mà lúc sau là người ta còn bảo lúc trong lúc hành trì tưởng niệm Mẹ Quan Âm bắt đầu tự nhiên là mọi cái nó chân kết thúc không còn lúc nữa mà bắt đầu hành trì suốt một buổi luôn, sau ngày nào cũng đều đặn như vậy. Thì gọi điện cho em mà là cảm ơn vì đã cứu được họ ấy và giúp được họ như vậy, bây giờ họ không còn nặng đầu nữa. Thế mà mọi cái tình suôn sẻ gần nghĩa là suôn sẻ hơn được trước nhiều, được trước thì rất là khổ luôn. Thế xong làm bảo em như vậy, xong đợt trước là không gì bảo người ta bảo là có một hôm người ta bị ngã đấy, mới cách đây được khoảng một tuần thì là bảo là bị ngã, nhưng mà không biết là cảm ứng bên trên như thế nào, giao hộ là gì, niệm Phật với cả tụng kinh thì bắt đầu cảm thấy nó nhẹ nhàng, không còn cảm giác gì, là cảm giác như là ngã nó nhẹ bỗng luôn ấy. Không còn cảm giác gì nên là như có cái lực. Chị em mừng rất là mừng luôn, gọi điện cho em mà là thật sự là không biết làm gì để cảm ơn, nhưng mà em thấy mừng lắm chị Vân ạ. Đấy là câu chuyện của em mới đây chứ không phải là đâu xa đâu, là đây là người sống luôn đấy, em mừng lắm em Ok. nhé. Ok. Chúc mừng em đã giúp độ được một người. Vân khuyên là những người lớn tuổi, nếu mình có thể giúp những người lớn tuổi đó thì họ không có, thứ nhất là mắt mờ tai yếu. Chị Vân khóa máy rồi chị Vân ơi. Sorry. Vân khuyên những người mà lớn tuổi đó, thường là Vân không có khuyên họ trì chú đại bi hay là tụng kinh hay là nhiều quá, họ sẽ mắt mờ, tai yếu rồi, họ không có hấp thụ được những cái đó. Thì cái mà Vân khuyên đó, thường thì Vân khuyên đó là niệm Phật và sám hối, một câu sám hối nhẹ thôi. Thí dụ họ không có lại được thì chỉ có là đệ tử tên gì đó vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân biện ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối, xin quán gia trái chủ của tôi trên thân tôi, nhiều đời nhiều kiếp tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương quý vị, thì hôm nay xin cho tôi được sám hối, tôi nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho quý vị, để quán gia của mình được giải, và mời quý vị cùng niệm Phật với tôi để được nhẹ nhàng siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và cứ thế thôi, và niệm Phật thôi, cứ cho họ niệm Phật và sám hối, niệm Phật và sám hối thôi. Thì cái đó, cái cách đó nó dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì Vân nói cho họ biết là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà như thế nào, và Đức Phật A Di Đà nếu mà tin tưởng thì chỉ cần tín hạnh nguyện thôi là cũng có thể vãng sanh về cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là họ phải tin tuyệt đối là có cảnh giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Hạnh là họ hành trì tha thiết, cứ đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì cũng niệm Phật. Vì người lớn tuổi họ đâu có làm gì nữa đâu ngoài niệm Phật, cho nên là họ cần phải niệm Phật tha thiết và nguyện được vãng sanh về cực lạc và hồi hướng công đức cho quán gia gia chủ và tất cả chúng sanh, nguyện hồi hướng cho về cảnh giới cực lạc khi dứt bỏ xác thân này. Thì chỉ có bao nhiêu đó thôi là họ cũng ok rồi. Còn mà mình đưa cho họ kinh cứu khổ, kinh chú đại bi hay kinh này kinh kia, kinh nào cũng tốt hết, rất là tốt luôn. Nhưng con cái là cũng tùy tùy tình huống, tùy người nữa nha. Chứ không phải là ai mình cũng đưa như vậy, biết rằng tốt với mình nhưng mà cũng phải coi tùy thuộc vào cái người mà mình đang khuyên bảo nha. Đúng rồi chị, thì là cái người này là em biết là người ta rất là kiểu như là nhanh nhẹn, kiểu không phải là lớn tuổi lắm đấy chị, thế là rất là thông minh luôn đấy, tại nói gì họ biết ấy. Nên là em cũng cũng vô tình nên là em bảo là cái gì nếu mà cảm giác làm được tổng cái này thì em vừa chọn đọc một cái làm được ok làm được, vậy thì em bảo thế thì cứ làm như thế này, xong rồi thì cũng hướng dẫn như chị đã bảo là hướng cho quan trai thế chủ đấy, thì cũng làm như vậy luôn. Thế xong bắt đầu là em bảo nhưng mà người ta bảo bây giờ người ta còn bị bệnh về tai, người ta tự nhiên bị nhức một cái tai luôn đấy, tự nhiên bị bệnh. Thế nhưng mà đầu này chứ không chịu, đầu đầu nặng kinh khủng khiếp luôn, đi cũng bao nhiêu cũng không khỏi đâu chị. Thế nhưng mà từ ngày bắt đầu làm như vậy thì bắt đầu là nhẹ bẫng luôn, không còn cảm giác cái nặng đầu trước nữa. Vậy nên là em thấy là em bảo những cái gì mình Bên em nó làm hơi chị. khó nghe. Dạ quá nhỏ chị, Bây giờ quá ok. nhỏ quá. Dạ. Ok thì đó chị góp ý như vậy ha. Nếu mà họ làm được thì làm, còn nếu họ không làm được thì chỉ có câu niệm Phật thôi, cũng giải trừ được nghiệp chướng của họ nhé. Ok, dạ. Cảm ơn Hương. Em mời chị Thanh và Thanh Vân. À, chào em, chào cả nhà.
Chị ơi không nghe chị nói, rất là nhỏ. Không biết là mọi người có nghe được không? Ừ, chị có thể mở mic được không? Hello, nghe chưa? Nghe rất là nhỏ. Bây giờ chị cũng đã lớn, đã nói Chị có ok thể được để chưa? cái dây của chị sát miệng được không? Chị đang để sát miệng này. Không biết mọi người có nghe chị rõ không ta? Đó. Nhỏ, mọi người nhỏ. Tâm Vân nói, chị Tâm Vân nói lớn lên chút đi là nghe được á. Nói lớn lắm rồi đó. Đó, cái Mình tăng cái phone. Vẫn bị hả? Vẫn bị nhỏ lắm hả? nó nhỏ. Ok, chị nói đi. Tụi em sẽ ráng Rồi cố gắng nghe. Có thể cái điện ơi, thoại, cái vai dùm của điện thoại của chị nó yếu. Dặn vai dùm đi. Ok. tại một tuần trước, thứ sáu tuần rồi thì là tất cả bạn bè mấy 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 chị em mới rủ nhau đi ra ngoài, đi chị có chị bạn thì mới rủ ra ngoài ăn. Thì Vân chị cũng nói đùa thôi, chị nói là nếu mà đi đó, nghĩa là mời mời rủ mấy hôm trước rồi, vì đến ngày thứ sáu tuần rồi nó bắt đầu mới đi. Thì trước khi đi thì chị rủ thì chị mới nói là nếu mà đi thì phải phải ăn tôm hùm thì chị thì em mới đi, chứ không em không có đi. Thế chị nói là ăn chay mà cứ đòi ăn tôm hùm mà, nhưng mà em thích như vậy nhá. Thế xong bắt đầu thì Vân thật sự mà nói là chị chỉ là đùa giỡn, nhưng mà đến lúc mà đến đó đấy thì mọi người bảo là ăn cái gì thì mọi người cũng đồng ý, thì chị nói là chị ăn chay, thì mọi người mới nói là ăn chay mà từ hôm được cứ đòi tôm hùm không à. Thì không hiểu tại sao mọi người tiếng Anh bữa hôm mọi người nói rất là giỏi, mọi người rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà đến lúc mà order mà nói cái con tôm hùm ấy thì hầu như là hình như là mọi người hình như quên mất cái từ tôm hùm. Thì chị ngồi bên cạnh chị mới bảo là tôm hùm mà là tại sao mọi người lại quên. Thế xong bắt đầu mấy người vào thì thế thôi bây giờ vẫn vẫn order đi. Chị Thì tụi em mình vẫn không hiểu câu chuyện, chị đòi ăn tôm hùm hả? Chị hay là ai? chị mới nói giỡn là chị bảo là nếu mà đi mà ăn tôm hùm thì chị mới đi. Thế xong bắt đầu là chị thấy mọi người thì biết là chị ăn chay mà tại sao lại chị lại đòi ăn tôm hùm, chị lại nói là chị ăn muốn ăn tôm hùm thì mới đi. Thế xong rồi đến đó thì order thì mọi người muốn ăn tôm hùm, mọi người thì cũng muốn ăn tôm hùm thì chị bảo là ok. Thế thì mọi người ăn tôm hùm thì ăn tôm hùm đi, thì chị order đồ chay. Thế nhưng mà khi mọi người mới nói là tôm hùm thì nói tiếng Anh thì là cái gì, thì chị mới nhắc là tôm hùm nói tiếng Anh, tiếng nghe trên tiếng Anh tôm hùm. Thế xong bắt đầu là mọi người bảo thôi ban order luôn đi, không hiểu tại sao mà chị lại bữa hôm không hiểu tại sao luôn á. Thì chị mới ok, muốn ăn tôm hùm thì em order. Thì ban mới order, chị order xong ấy, thì người ta mới nói là có ba size, thì muốn size nào, thì chị mới nói là size lớn nhất á, mà trong khi đó có 5 người à, chị đợi chị là 6 thì chị đã ăn tôm ăn ăn chay rồi, còn có 5 người à. Thế xong order ra thế thì mọi người ăn ăn xong bắt đầu thì chị đã ăn chay của chị rồi, mà thật sự mà đến lúc mà bê cái đĩa tôm hùm ra thì tự nhiên trong người chị nó lạnh người đó. Nó rất là lạnh người, người trong người chị nó có rất là khó chịu. Xong bắt đầu ăn xong thì mọi người đi ra thì đi về thì thật sự mới tối từ hôm ấy cái tâm trạng của chị nó rất là khó chịu luôn. Thì ngày hôm sau thì bắt đầu là chị mới công phu thì chị sám hối cứ sám hối như này mà thật sự mà nói đến bây giờ cái tâm của chị nó không được an, nó không hoàn Vậy thì toàn nó mai không mốt được đừng an. giỡn nữa nha. Đừng Thật giỡn sự kiểu đó nữa. mà không 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 phải đâu, mà không hiểu tại sao mọi người cũng nói là mọi người đến ngày hôm nay mà gặp lại mọi người vẫn còn nói là không hiểu tại sao mà em ăn tôm em ăn chay mà tại sao em lại nói ra những cái câu đó, và thật sự em không hiểu, thật sự chị cũng không biết là tại sao luôn. Mà bây giờ cái tâm của chị nó không an, mà ngày nào cũng sám hối, công phu là sám hối, sáng sớm lại là công phu là sám hối, sám hối với con tôm hùm, không biết là mình không biết là chị bị cái mắc cái gì đó. Là cái nghiệp của chị nó tới đến cái lúc đó này, cái kêu oan là qua cái bản thân cái tuổi lại tới với chị rồi.
Ok. Thật sự mà nói là rõ ràng là mình biết là mình nghĩ cái chuyện là sát sanh là chị hoàn Có toàn là nhiều chị lúc không không phải mình có, nói. chị không nghĩ tới sát sanh. Là bây giờ thật sự mà nói đối với chị là cái chuyện mà không bao giờ chị nghĩ tới. Chị có phóng sanh chứ làm sao mà có sát sanh, mà tại sao mà nó lại gây lên cho chị, nhưng mà làm cho chị tâm của chị rất là bất an luôn. Dạ. Ngày nào cũng sám hối với con tôm hùm. Ok. Em không hiểu, em cũng không hiểu tại sao luôn. Em không hiểu Mà tại bây giờ sao mà bây chị giờ tu sao lại tập nó rất lại là thường xuyên, rất là tinh tấn, nhưng mà em vẫn cảm được vong linh quán gia cho chủ nó vẫn còn đang đeo chị. Cho nên là em không biết. Không biết được. Chuyện tâm linh rất là khó nói. thật sự mà nói chị cũng rất là khó hiểu, nó rất là khó nói, nhưng mà làm cũng vậy. Em thấy nó là vô tất là cái chuyện mà không thể nào mà chị Thường không là biết là chuyện gì. nếu mình tu tập tinh tấn á thì mình sẽ giải được cái quán tình. Mà em không hiểu tại sao chị tu tập tinh tấn mà chị không giải được. Nó đỡ một chút thôi chứ chị không giải được. Chị thật sự mà nói là chị không có ấy rồi. Xong mà tất độ em thấy không, cái lúc mà chị đưa cái hình lên một cái là em nói là cái hình của chị mới đưa lên đó, tự nhiên lúc đấy tự nhiên người chị cũng nó cũng lạnh lên, xong rồi chị cũng bảo là không lẽ chị lại nghĩ ngay đến con tôm hùm luôn đó. Em đâu biết đâu. Ok chị, cảm ơn chị chia sẻ. Mọi người để ý nha. Mình tu tập, mình cố gắng làm sao dùng. Vân cũng không hiểu cái ca của chị Thanh Vân như thế nào, mà Vân thấy chị tu rất là tinh tấn. Mỗi ngày là sám hối. Chị tu tinh tấn hơn tất cả. Có thể là tất cả mọi người trong này tu không bằng chị đâu, nhưng mà cái nghiệp của chị vẫn rất là nặng. Không hiểu tại sao luôn. Chắc cố gắng thêm chút nữa chị, chắc chưa, họ chưa có tha cho mình. Ok, Em chị ơi, đợi chú nghe xíu, rõ em không? ai giơ tay giùm Vân nhé, mọi người giơ tay Đây. giùm Vân nhé. Dạ cảm ơn chị Vân. Ok Vân mời Tâm Tâm Phan trước nha, Tâm Phạm trước nha. Đây. Em giơ tay nãy giờ, ai nói chuyện giơ tay giùm Vân nhé. Ok mời em. Dạ, cô hiểu con sống hối thì hôm nay là con có sống hối thì thấy bắt em người nó nhẹ nhõm một xíu. Không không không, khó nghe quá. Sám hối cái người như thế nào? Ủa thấy nó nhẹ, nhau một Lạnh, thấy lạnh. tí. Ok, sám hối người thấy lạnh. Thấy là con người thấy nó nhẹ Thấy nó nhõm nhẹ chị ơi, nhõm. Ok, thấy nó thấy nhẹ là nhõm. nhẹ Ok, sao nữa? nhõm. Một ngày là con sớm hối hay là buổi sáng là buổi tối? Ok, một ngày hai thời. Mình thường thì thường ngày thì con có hay niệm Phật ở trong tâm lý gì đó, mỗi ngày con sớm hối niệm Phật ở trong tâm, ngày nào cũng niệm Phật hết. Ok. Ok, cái đó là con chia sẻ đúng không? Không phải câu hỏi. Ok, rồi cảm ơn Tâm. Dạ. Ok, cái trường hợp Tâm này rất là đặc biệt. Bạn bạn Tâm này liên lạc với Vân rất là nhiều lần, nhưng mà Vân bận 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 bận. Và Tâm nói là cứ mỗi tối ngủ là ngủ không được. Và trằn trọc coi như là nó làm nó giật cả đêm luôn, không ngủ bao nhiêu năm rồi. Thì Tâm mới đi coi thầy, thì thầy mới nói là Tâm bị dong theo. Và bị dong theo như vậy đó, và cầu cứu đến Vân. Mà Tâm cũng đi rất là nhiều thầy rồi mà không hết. Thì cầu cứu đến Vân thì Vân Vân đâu biết gì đâu về bắt mấy cái này đâu, đâu biết đâu. Thì và Tâm cũng rất là nhẫn nại, cứ liên lạc cứ nhắn tin hoài 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 vậy đó. Thì hôm bữa thứ sáu, bữa thứ sáu nó no, bữa thứ sáu tuần rồi có một người ở ở ở đâu miền ngoài đó không nhớ nữa. Thì không biết ai cái like nào mà ồn vậy ta, cái line nào mà không có khóa ồn quá. Bạn nào không nói chuyện khóa giùm máy nha.
Thì cái cô cái chị đó chị cũng bị nặng lắm, không có phải nói là cái duyên của bạn Tâm. Thì cái chị đó chị bị rất là nặng luôn, mà chị bỏ bốn vong linh thai nhi và chị nó giật chị te tua tơi tả, mà tan gia bại sản thiếu nợ tùm lum tà la hết, coi như là không còn đường binh nữa đó. Thì chị mới ra chùa Ba Vàng để cái gì thỉnh quán gia trái chủ gì đó, mà đại khái là cũng vẫn còn gì đó, đại khái là đi ra được một lần rồi và người ta kêu phải ra mấy lần luôn mới được. Thì chỉ nói là nó vẫn như vậy, đỡ chút xíu thôi nhưng mà vẫn vẫn còn quậy vậy. Thì chị mới năn nỉ Vân muốn muốn làm muốn giúp vậy đó, kêu gọi quán gia trái chủ ra để coi coi như thế nào. Thì khi mà Vân gọi họ thấy họ không ra trong cái xác của người đó. Và chị nói là lúc đó là khoảng cỡ, Vân nói chuyện với chị là khoảng 12 giờ khuya của Vân, là khoảng cỡ 11 10 11 giờ no, 11 giờ mấy ở bên Việt Nam đó. Thì chị nói là nó lạnh hết cả người và nó khó chịu lắm, nhưng mà nó không chịu ra. Thì Vân cố gắng cả tiếng đồng hồ nó không chịu ra, thì Vân mới mới nói chị là mượn xác của Hương Hoàng. Nhắn tin Hương Hoàng để gọi mượn xác của Hương Hoàng thử coi nó có chịu ra hay không. Thì hẹn qua bữa sau thì Hương Hoàng cho mượn xác. Thì khi mà mời nó ra thì nó lại cũng không chịu ra luôn, nó giật chỉ te tua luôn, coi như là nguyên buổi chiều đó ở Việt Nam là chị khó chịu ngặt người mà chị không thở được luôn. Thì buổi sáng của Vân là buổi tối bên đó đó là Hương cho mượn xác, nhưng mà nó cũng vẫn không có qua, không có ra. Thì Vân mới nhớ tới bạn Tâm, Vân nhớ tới bạn Tâm là đang cầu cứu Vân, gọi nhắn tin quá trời luôn. Thì Vân mới nhắn là Tâm em có ở đó hay không, có thì là lên lên liền nha. Cộng Tâm vô thì Tâm nói dạ có. Thì vô thì tự nhiên Vân Vân trục mời quán gia trái chủ của Tâm ra, thì tự nhiên nó ra nó mượn xác của Hương Hoàng, nó nhập vô Hương Hoàng. Thì nó nhập vô Hương Hoàng thì nó trợn chồng, nó làm dữ dằn lắm, ghê gớm lắm kìa. Nó nói là nó là chồng của Tâm. Thì Vân nói Tâm chồng em mất hả? Nó dạ không có. Thôi chồng kiếp trước hả? Dạ chồng kiếp trước, đi theo như bóng với hình vậy đó, không cho người ta khỏe, không có cho người ta ăn ở, đại khái là không có cho người ta khỏe. Thì là nó nói là chồng kiếp trước của bạn Tâm, và nó nhập vô Hương mà nó dữ lắm. Thì lúc đó thì Vân cũng cũng tới cái giờ, Vân có một cái lớp dạy cho nên Vân không có nhiều thời gian. Thì Vân hỏi bây giờ có muốn siêu không? Phương Thảo, bạn nào để Vân thử Vân miêu hết mọi người coi nha, ồn quá. Để Vân xíu, nhớ là Vân miêu hết mà. Ok, thì khi mà nó nhập vô vậy đó, nó không chịu đi, kêu nó đi nó không chịu đi và hỏi có quan tình gì, và nếu không đi thì lý do tại sao mà lên đây mượn xác Hương Hoàng. Thì nó nói là nó là chồng kiếp trước của bạn Tâm, nó không muốn đi. Lúc đó thì Vân có lớp rồi, Vân không có thể nào mà giải. Thì Vân nói cho nó chút xíu là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà như vậy, giờ khai thị cho nó, rồi bắt đầu niệm Phật cho nó. Mới đầu thì nó không chịu đi, nhưng mà nó hứa nó đi xong rồi mình làm hết thủ tục cho nó đi, cái niệm Phật nửa chừng cái nó không chịu đi, niệm Phật nửa chừng cái nó ngưng lại, nó nói là không đi, không muốn đi, nó làm vậy đó mà không muốn đi. Xong rồi mình nói không muốn đi rồi, bây giờ tôi phải tới giờ vô lớp rồi, tôi không thể nào giúp được nữa hết, bây giờ không muốn đi thì phải trả xác lại cho người ta, phải trả xác cho Hương chứ không thể nào mà ở trong xác người ta như vậy. Thì cuối cùng thì Vân trục nó ra, nhưng mà nó cũng giật Hương cũng cũng te tua. Và sau đó thì Vân xong lớp rồi thì Vân nhắn cho Hương coi Hương có ok không. Thì Hương nói em mệt quá. Thì Vân nói là nếu mệt thì coi chừng là nó vẫn còn ở bên Hương, nó chưa có chịu ra, nó chưa có chịu, vẫn còn mượn cái xác. Thì Vân mới 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 làm một lần nữa. Làm một lần nữa thì cuối cùng thì nó cũng không chịu đi. Nó cũng chưa chịu đi luôn. Và Hương thì bên đó thì trục nó lại, thì bên đó thì Hương hết pin điện thoại mà cũng trục, nó không ra, nó không chịu đi. Cho nên là phải nói là quán gia trái chủ của tất cả mọi người chúng ta đều có hết, và Vân gọi Phú Xuân cũng có luôn, nhưng mà nó cũng không chịu ra. Thì thật ra nó phải đủ duyên với mình, nó chịu ra thì mình mới nói chuyện được với nó, mình mới
giúp nó được. Còn nếu nó không chịu ra thì xin lỗi, không có ai có thể cứu nó được hết. Bản thân Vân, Vân không phải là thầy pháp, Vân không phải là bắt nó hay là ép nó làm những cái mà nó không muốn. Vân chỉ có hướng dẫn nó là đường tốt bạn có muốn đi hay không, hay là bạn muốn ở để trả thù, để mà vì cái chữ ái mà bạn luyến cái bạn này hoài. Vì bây giờ là âm dương xa cách rồi, người ta đã có gia đình, kiếp tới kiếp này là người ta đã có gia đình rồi, kiếp vừa qua đã xong rồi mà bạn lại đi theo bóng như hình như vậy thì người ta đâu có sống an lạc đâu. Nếu người ta sống không có an lạc, người ta đau khổ thì bản thân của mình cũng phải đau khổ và cũng phải bị đọa nhá, bị đọa. Vân giải thích hết cho họ hiểu rồi nhưng mà họ không chịu đi thì mình cũng bó tay, mình không thể nào can thiệp vào cái quan gia trái chủ quan tình của hai người hết. Cho nên là bổn phận Vân chỉ làm được bao nhiêu đó thôi. Và không phải ai cũng có thể đi nha. Và trên thế gian này cái chữ ái là cái chữ khủng khiếp nhất. Chữ ái là cái chữ giúp, phải nói là sao? Chữ ái là cái chữ mà làm con người mình bị đọa là từ cái chữ ái mà ra. Vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là dễ là từ cái chữ ái mà ra. Cho nên là ghê gớm lắm. Chữ ái nó không chịu ra, giống như bạn Hương Hoàng cũng vậy, cũng là chồng trước đó, cũng là chồng trước và theo như bóng với hình quậy phá và hai lần trục mới chịu đi. Hai lần vậy đó, cũng trần ai đi với bạn ấy luôn, một tiếng mấy đồng hồ mới chịu đi. Dạ. Lần đầu thì không chịu đi, lần sau thì thấy khổ rồi chịu đi đó. Cho nên là chuyện tâm linh rất là khó nói, các bạn dừng nghiệp tại đây, đừng tạo nữa và hãy sống buông thả đi, phải buông xả đi chứ đừng có chấp vào chữ ái. Giống như Vân nói đó, nó sẽ ràng buộc mình và nó sẽ luân hồi sanh tử là vì cái chữ ái, nặng nhất là chữ ái. Và nếu như mình là người tu, mình may mắn hơn rất là nhiều người chưa có biết tu nè, mình phải tập buông bỏ từ bây giờ. Mình coi nhẹ chồng, coi nhẹ con, coi nhẹ tất cả những cái gì xung quanh của mình. Ok, chữ ái với chữ chấp là nó sẽ giúp mình luân hồi sanh, nó sẽ làm cho mình luân hồi sanh tử rất là dễ. Mới thất thì trước khi cái Zoom này thì có một bạn gọi cho Vân, mới phát hiện là bị ung thư ngực và bác sĩ phải cắt cái ngực bỏ. Thì bạn ấy rất là buồn và bạn ấy gọi cho Vân, Vân ơi bây giờ mình phải làm sao, cầu cứu Vân. Và sợ quá và sợ mà đến nỗi mà hồn vía bay phách tán hết rồi, bây giờ mới phát hiện. Thì Vân mới nói là cái chữ sợ đó nó sẽ giết mình chết trước khi ung thư phách tán. Cho nên tất cả những cái gì đến với mình nó là một cái nguyên nhân hết, nó là cái nhân cái quả hết. Mà các bạn sợ, các bạn lo, các bạn thương, các bạn yêu, các bạn mến, các bạn cái này cái kia nó ràng buộc mình thì vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hết. Và nếu mình không thoát khỏi thì mình sẽ là cái người rất là khổ. Mình sẽ là cái người cột vào một cái gì đó. Thí dụ như bây giờ mình ra đi nhưng mà mình vẫn còn ba đứa con nhỏ mình chưa có lo xong, thì mình sẽ không có siêu được đâu. Mình sẽ làm hồn ma dắt da dắt dưỡng ở trong căn nhà của mình để bảo vệ con mình, để lo cho con mình. Và lỡ như chồng mình mà có bà khác về đó là mình cũng rất là bất an và lo không biết là nó đối xử với con mình như thế nào. Không siêu được, mình là cái người khổ nè. Những người sống họ không có biết đâu. Và mình vĩnh viễn là cái người khổ. Vì sao? Vì mình vẫn buộc vào cái chữ ái. Con mình vẫn chưa lo xong. Rồi thí dụ như bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, vẫn còn dương vấn đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, đi cũng không có xong, không buông được cái chữ ái. Thì cái kết quả của mình là cũng là dứt gia dứt dưỡng trong nhà không ai biết. Thứ nhất, thứ nhì nữa là mình sẽ đầu thai làm một cái con gì đó trong cái gia đình đó, hoặc là một cái người nào đó, để rồi sau này sẽ làm vợ, làm chồng đứa cháu ngoại, đứa cháu nội đó. Có phải là luân hồi sanh tử nó rất là nguy hiểm không? Và khi mà mình làm vợ, làm chồng đứa cháu ngoại đó thì có ai biết không? Có phải là đứa cháu lấy bà ngoại, lấy bà nội không? Ghê gớm lắm. Cho nên là nó rất là phức tạp vì cái chữ ái mà ra. Cho nên mình cố gắng các bạn nha, mình tu, mình tập buông nha, buông trong tất cả những cái gì mình đang có, tập buông từ từ đi, để khi mình ra đi rồi cái mình phủi tay mình đi và tôi đi, tôi không hề giữ một cái gì hết. Cuộc đời này là quán trọ, và khi tôi đã hết định kỳ của quán trọ này rồi,
tôi chỉ trọ 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, bao nhiêu đó đủ rồi. Và tôi không đem chuyện quán trọ đi với tôi, tôi chỉ đi thôi nhá. Cho nên mình cố gắng tu để sửa mình, để tập buông là như vậy. Ok, chị Thúy Tư, chị có câu hỏi gì chị hả? Ai có câu hỏi giơ tay giùm Vân nhé. Dạ, em hỏi chị Vân góp ý giùm em. Em tụng kinh trì chú mà cứ chiều là em thấy, anh nhìn thấy cứ chiều, bữa sáng thì vui vẻ lắm, mà cứ chiều là thấy ông xã em là em bực mình. Em đâu biết đâu. Cứ chiều. Chiều là thấy mặt ổng, sao tự nhiên là mình gặp mặt ổng là mình bực mình, mà bữa sáng thì không sao, mà cứ chiều là gặp mặt ổng là bực mình. Có nghĩa là câu hỏi của chị là cái gì? Cứ sáng là mình vui vẻ không sao, mà cứ 5-6 giờ chiều là mình gặp cái mặt ổng là mình bực mình, sao kỳ vậy không biết. Thì mỗi lần chị công phu, chị hồi hướng cho quán gia trái chủ của chị đi, trong đó có ổng. Có phải là mình coi lại mình hồi hướng, mình đọc tên ổng luôn hả chị? Nếu chị muốn chính xác thì đọc tên ổng đi. Dạ, em đâu biết lý do tại sao đâu. Có thể là chị coi nhẹ chút xíu đi. À, bực mình cũng phải có cái lý do chứ, tự nhiên bực mình sao tự nhiên được ta. Cứ như là mình thấy ông làm cái gì là mình cảm thấy ông bực mình. Coi như là cái gì còn cũng trái tay. Chị Vân nói giờ mình buông á, là mình buông làm sao chị Vân? Buông có nghĩa là không có coi nặng. Mình không có coi nặng thì làm sao mình khổ? Kiểu như mình không quan tâm cái gì, thôi kệ kệ vậy hả? Mình bỏ qua hết hả? Yes. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Chuyện gì nó đến với mình thì mình vui vẻ, mình chấp nhận thôi. Giống như anh xã Vân ha, Vân cho một cái thí dụ ha. Trước đây anh hút thuốc. Anh hút thuốc khủng khiếp lắm. Trời ơi, Vân bị điên lên mỗi lần gặp cầm điếu thuốc là Vân không thể chịu nổi. Vân ghét nhất cái mùi thuốc luôn. Mà trước khi mà ổng lấy mình á, là ổng cam kết ổng bỏ thuốc 2 năm nhá. Bỏ thuốc 2 năm rồi mình mới ưng. Tại vì mình thuộc người hút thuốc lắm, không hiểu tại sao luôn. Tại vì... tại từ nhỏ tới lớn mình có ông già mình, ba mình hút thuốc, và mỗi lần mà ổng hút thuốc mà mẹ cằn nhằn, ổng nói là tôi thà bỏ vợ bỏ con chứ tôi không bỏ thuốc. Và từ nhỏ mình bị cái hạt giống đó nó chầm nằm trong đầu mình. Trời, mình ghét người hút thuốc lắm. Và mình nói là trong lòng mình nói là con mà lớn lên con không ưng người hút thuốc đâu, con không thích người hút thuốc đâu. Và khi mình quen ổng thì ảnh hút thuốc thì vẫn nói là nếu anh bỏ thuốc được thì em sẽ ưng anh, còn nếu không thì khỏi, dẹp đi, tôi ghét người hút thuốc lắm. Thì ổng bỏ được 2 năm nhá. Sau khi lấy vợ rồi, ok, hút lại. Giờ sao giờ? Lấy vợ được rồi thì hút lại. Khi mà ba ảnh qua đó, nói chứ đàn ông mà không hút thuốc không phải đàn ông. Một câu nói đó thôi là hút thuốc lại. Hút thuốc lại xong rồi. Trời, mình ghét hút thuốc dữ lắm. Mình dùng đủ cách hết, mình ghét mà. Dùng đủ cách năn nỉ cũng có nè. Cằn nhằn cử nhử cũng có nè. La hét cũng có nè. Rồi thậm chí mà hút thuốc gần mấy đứa nhỏ luôn. Hút thuốc trong xe có con luôn mà cũng hút thuốc. Mình tìm đủ cách hết, mình càng nói ổng càng hút. Ổng không bỏ. Không bỏ nha. Và một thời gian mà Vân làm Nu Skin đó thì ảnh quan tâm tới sức khỏe, vì sức khỏe ổng quá là tệ thì ổng bỏ thuốc. Ổng bỏ thuốc. Thì bây giờ thì ảnh mừng lắm. Vân rất là mừng là vì ảnh bỏ thuốc. Trước đây là mình làm đủ cách không bỏ. Thì bây giờ mới mấy tháng nay hút lại thì Vân mới nói là em thật sự là không có thích anh hút thuốc chút nào hết. Rồi anh nói mình một câu á, là em có cái sở thích của em, anh có cái sở thích của anh, thì mình cần tôn trọng nhau để sống. Có nghĩa là em đi chùa anh đâu có cản, em làm cái gì về Phật pháp anh đâu có cản. Thì cái này là cái sở thích của anh, thì tại sao em cản? Một câu đó thôi Vân ngộ. Vân nói đúng rồi, rõ ràng là như vậy. Tại sao mình phải tự làm khổ mình? Mình là cái người tự làm khổ mình nè.
đúng không? Mình là cái người tự làm khổ mình rõ ràng, là tại vì người ta đâu có cản mình đi chùa, người ta đâu có thích đi chùa, người ta đâu có thích tu tập, người ta đâu có cản mình, người ta rất là hoan hỷ để cho mình làm, mình đi. Nhưng cái sở thích của người ta mình phải tôn trọng cái sở thích của người ta chứ. Ok, rồi vô tư đi anh cứ vô tư mà hút đi, em sẽ đi mua bảo hiểm nhân thọ vậy thôi, đơn giản vậy thôi, rồi vậy thôi, cứ sống mà vui vẻ mà sống. Có nghĩa là mình xem nhẹ hết tất cả mọi cái, mặc dù cái đó cái mình khó ưa lắm, trời ơi mình không thể chịu nổi cái mùi thuốc vòng quanh mình, rất là khó chịu, nhưng mình phải tôn trọng lẫn nhau để mà sống. Và sống trong thế gian này thời gian rất là ngắn ngủi, nháy mắt một cái coi chừng ngủ bữa nay ngày mai mình không biết có mở mắt được hay không, thì tại sao mình làm khổ nhau vậy? Và đặc biệt là mình đang tự làm khổ mình. Và mình càng nói thì họ càng làm, mình càng không thích thì họ càng bướng, thì tại sao mình tự làm khổ mình như vậy? Cho nên mình học coi nhẹ, buông bỏ là như thế đó. Không sao hết, em tôn trọng cái quyền của anh, em tôn trọng cái sở thích của anh cứ làm những cái gì anh thích vậy thôi, mình đã hết cách rồi mà, tại sao phải làm khổ mình? Cho nên là coi nhẹ là như vậy đó chị, không đau khổ là gì, không bị buộc ràng vào cái gì đó là như vậy. Anh ơi, câu này đúng ý luôn á. Đúng Sao mình giống dễ sợ luôn, đi à, bốc luôn. có người giống tôi Bây giờ hả? câu này là hiểu, hiểu hiểu luôn rồi đó. Giờ lên nhờ cũng như giống như Vân vậy đó, phải buông bỏ mới được. Kêu ảnh bỏ, không bỏ, rủ không kêu hoài, mà ảnh không bỏ. Bây giờ được Đi mua insurance đi. rồi Mua bảo hiểm nhân Bây giờ đúng ý thọ luôn rồi đó. thôi. Mình coi nhẹ đi chị, mình đừng có làm Oh, khổ mình. trời ơi, một ngày mấy tối kêu ảnh hoài mà ảnh cứ làm sao giờ. Cái đó là Ok, cái mình nói mình vậy muốn là hiểu rồi thôi. đó. Nhớ là cái đó là cái mình muốn thôi, mình muốn người ta bỏ chứ người ta đâu có muốn người ta bỏ đâu. Đúng rồi. Và trước khi yêu, trước khi cưới thì đang lúc yêu thì nó khác. Đúng Em sẽ anh sẽ làm tất cả vì em, nhưng mà khi lấy nhau rồi thì bà là vợ tôi rồi, đâu có khe, đâu có quan tâm đâu, thì kệ bà rồi. muốn bà nhăn gì nhăn, đây là sở thích của tôi, ta nói lấy ra rồi á, lấy nhau rồi lòi cái đuôi hết là như vậy. Cho nên là Đúng dạ, cho rồi. nên là không có sao hết, mình phải tự bảo vệ cái huệ mạng của mình phải tự tìm cái an lạc cho mình nha. Tại tất cả những cái gì xung quanh đó nó là những cái bất an, rất là nhiều cái nó làm cho mình khó chịu bất an, mà mình phải nên biết là không ai giống như ai hết, mình không giống người ta, người ta không giống mình. Tại sao sở thích của mình là đi chùa, tại sao sở thích người ta là casino, tại sao sở thích người ta là nhậu nhẹt, sở thích người ta là hút thuốc, đó là mỗi người mỗi nghiệp, và cái nghiệp của người ta nó sẽ dẫn người ta đến cái mà cái cảnh giới của người ta muốn. Cho nên mình không thể nào, mình giống như bây giờ mà ép Vân đi vô casino đánh bài, Vân không thể nào làm được hết. Ok, và ép Vân cầm đi thuốc để hút, không thể làm được. Nhưng tự nhiên mình thích đi chùa là cái đó là cái nghiệp của mình thích, nhưng mà rất là may mắn là mình thích cái tốt. Còn nếu mình không thích cái tốt thì cái cuộc đời mình nó rất là dễ bị sa ngã. Cho nên là mình cố gắng đừng nghĩ tới người khác, hãy thương chính mình đi, bảo vệ cái an lạc của mình, huệ mạng của mình. Ok, còn ai có câu hỏi nữa không? Mình còn 10 phút nữa. Ai có câu hỏi cho Vân được không? Ok, bạn Huệ Minh, mời em. Chị ơi, em hỏi là em muốn hỏi chị là mỗi lần mà em vào cái tu tập ăn lạc của chị ấy, thì cái hai cái vai của em nó mỏi này, rồi cái mắt nó cứ giật 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 giật, xong rồi đầu nó đau nhức đến mấy ngày hôm sau ấy là sao chị? Chị đâu biết đâu. Có ai bị gì không ta? Rồi mãi 2 3 ngày sau này bắt đầu nó mới đỡ. Mỗi lần mà vào cái chỗ mà chị siêu vong linh ấy là người em như vậy. Em có bỏ vong linh thai nhi đúng không? Vâng. Em bỏ ít nhất là ba đứa nè, phải không? Ba đứa trở lên luôn đó. Thì nó muốn ra thôi, nó muốn ra, nó muốn siêu thôi. Vong linh thai nhi đầy hết người em kìa, cho nên mỗi lần nó vào đây, nó vào lớp thì nó
nó gặp chị thì nó cho em biết là nó vẫn còn đang tồn tại ở đây nè. À, một câu chuyện này Vân đã từng kể rồi mà không biết là các bạn có nghe chưa. À, có một chị làm kinh doanh với Vân. Thời tháng tháng 4 à, tháng 6 vừa qua. Tháng 6 vừa qua về công ty thì hai Vân ở một phòng, chị ở một phòng khác thì Vân qua Vân thăm thôi. Vân thăm xong rồi tối đó chị ngủ không được cả đêm luôn. Thì khi mà Vân về nhà đó thì chị mới gọi Vân, chị nói là em biết không, là khi mà em vừa ra khỏi phòng á thì lúc đó là đi mọi người đi ngủ á, thì vong linh thai nhi của chị nó nói là mẹ ơi con xin mẹ ơi con xin mẹ, cô Vân có thể cứu được con, mẹ con xin mẹ, mẹ đi kiếm cô Vân đi, cô Vân có thể cứu được con. Mà nó lặp đi lặp lại, nó nói hoài bao nhiêu lần như vậy cho chị, mà nó dần dật chị cả đêm luôn. Mà lúc đó chỉ là ngại chị không nói, là tại vì lúc đó chị Vân cũng bận bận, giả lại bữa đó Vân cũng không có khỏe đó, nó là như vậy đó. Cho nên là đâu biết đâu. À, em bây giờ em nói chuyện với nó đi, em nói là con muốn cô Vân giúp thì tối về con báo mộng hay là gì đó cho mẹ biết vậy thôi. Vâng. Nhưng mà nó vẫn còn. Dạ. Ok, còn ai có câu hỏi nữa không? Các bạn mà có cái triệu chứng gì nó lạ lạ trong người, giống như là vai nó nặng nè, đầu nó đau nè, cái người nó nặng giống như là cái tảng đá nó ôm một cái tảng đá nó đè lên người vậy đó, nhấc không nổi luôn, giống như là bị cảm mà không phải cảm. Nó đó. Vâng. Khó chịu lắm chị ạ. Đặc biệt là cái vai, hai cái vai nó nặng, Vâng. ở đâu vai nè. Cái mắt của em nó giật giật không điều khiển được chị ạ. Hai cái mắt này nó cứ giật giật không điều khiển được. Đầu, vai. Ok. Có thể nhắn cho chị sau về cái đó ha. Ok. Rồi, còn ai có câu hỏi gì cho Vân nữa không? Vân ơi, em Ngọc Trinh là chị. Ok em. Chị ơi, em muốn hỏi chị á, hôm mà pháp hội diễn ra ở gần nhà chị á, thì em cứ gửi danh sách mà muốn gửi vào pháp hội để cho ông bà cũ quen của mình đến đó dự pháp hội để được siêu á. Nhưng mà sau qua cái pháp hội đó khoảng 2 tuần lễ là tới đám giỗ bà nội của em, thì trước cái giống như ngày mai là tới đám giỗ đi, tối nay có một đứa cháu nó khóc ngất ngất vậy đó, nó khóc suốt đêm nó không ngủ. Nhưng mà khi ông chú em đến bàn thờ bà nội em cắm nhang giái bà nội em thì đứa nhỏ tự nhiên nó hết khóc và nó ngủ tới sáng luôn á chị. Rồi sáng ra thì đám giỗ bình thường, tới hôm nay là khoảng được 1 tuần hơn rồi đó chị. Em hỏi chị là như mình gửi danh sách đến pháp hội đó, có thể là bà nội em chưa có siêu đúng không chị, Đúng. nên mới có cái hiện tượng đó ra xảy ra như vậy đó. Đúng. Đây là lần thứ Chị nhì. ơi. À, bà nội của Hương Vương. À, sorry, Hương Hoàng. Không biết là cả nhà mình còn nhớ là lâu lắm rồi, hình như là năm ngoái đó nha, vẫn có ghi sớ. Rất là Nhớ nhiều sớ, dày thiệt là dày luôn nha, nhiều 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 lắm sớ. Và khi mà Vân về Hà Nội đó thì bà nội của Hương Hoàng nhập vô Hương Hoàng và nói là tôi thấy cô ghi sớ nha, để ý nha, tôi thấy con cháu tôi nó gửi tên cho cô và cô ghi sớ, nhưng mà nó kêu tôi đi, tôi không biết đi đâu, tôi không vô được pháp hội. Thứ nhất, tôi không vô được pháp hội, tôi biết cô ghi tên của tôi biết con cháu tôi nó kêu tôi đi, đi về pháp hội đi, đi về chỗ cô Vân đi, nhưng mà không, tôi không biết đường đi, tôi không đi đâu được, tôi không hiểu nó nói gì. Rồi thêm một cái nữa là cái pháp hội vừa qua đây nè, cũng là nó nhập vô và nó nói nó đi không được, cho nên từ cái pháp hội đó và từ cái chuyến đi Hà Nội đó thì Vân biết là các vong linh không không tới được. Vì sao? Vì không có thân nhân ở đó, họ không có tới được. Cho nên Vân không có ghi, Vân định là cái chuyến vừa qua Vân không có ghi tên. Nhưng mà Vân Vân tự nhiên bữa đó mình cảm giác vô các bạn còn vong linh theo quá nhiều cho nên là mình mới ghi một lần nữa. Nhưng nó vẫn không đi được là tại vì sau cái pháp hội, nhớ không? Vân có một cái Zoom mà nói để giúp giải 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 tỏa cái vong linh thai nhi. Thì vong linh của ai đây ta?
nhập vào hương hoàng và nói là có tên trong pháp hội nhưng không đi được. Cho nên là Vân sẽ không ghi tên nữa đâu, là vì lần thứ nhì Vân nghe Dông Linh nói rồi. Cho nên là Vân khuyên các bạn là ở đâu có pháp hội, các bạn là cái người thân nhân của họ, thì các bạn phải mời thỉnh họ đi theo các bạn vào pháp hội đó thì họ mới có thể vào pháp hội được. Còn như Vân với họ là rất là xa, xa lắc xa lơ, họ không biết Vân là ai trơn á. Mà Vân cố gắng, Vân ghi tên, Vân cầu thỉnh họ, mời họ vào, họ không đi được. Họ không đi được. Cho nên lần sau Vân sẽ không có ghi, rồi không có ghi nữa, tại lần thứ gì rồi, nó về nó nói. Em có nói là hãy như ông bà của mình, em nói tên ra, theo chị Vân Võ, em đọc địa chỉ giữ pháp họ để được siêu á. Hôm rồi có cái hiện tượng nó xảy ra, nên em nghĩ trong lòng em cũng có thể là chưa siêu. Nãy giờ chị nói cái tự nhiên cái em nổi da gà hết trơn. Nó chưa siêu, họ chưa siêu đâu. Cho nên là phải là mình đem họ vào pháp hội, họ đi theo mình. Chị ơi, với lại gần đây em giống như không có còn tinh tấn lúc trước, em không biết cái gì. Nhưng mà giống như tới giờ công phu cái em giải đãi lắm, nói bữa nay thấy không khỏe thôi, mai công phu bù hay gì đó. Nhưng mà trong cái ngày làm việc của em đó, em ngồi đâu mà khi mà tâm em tịnh em có thể trì chú hay là em niệm Phật vậy đó, có ổn không chị, có được không chị? Như giải đãi không có được công phu nữa đó, em không biết lý do gì. Nhưng mà em giải đãi dữ lắm, bây giờ làm biến. Tu mình cũng cần phải có cái động lực, cái động lực gì đó mà mới bắt mình tu được, chứ không phải lơ tơ mơ amateur mình có thể tu đâu nhá. Cho nên mình cần phải tìm cách, và cái này không có thể ai cứu mình được hết. Ok, mình phải tự tìm cách chứ khó ai cứu mình lắm, có nhiều nguyên nhân đó. Dạ chị ơi, chị chia sẻ cái bức hình hôm rồi mà chị gửi vào nhóm á, với lại trên trang tu tập An Lạc á, cái pháp hình, cái tấm hình mà khi mà hóa sớ á, ra cái tấm ảnh mà em thấy phía trên thì có Đức Phật A Di Đà, phía dưới thì có thấy ngài Địa Tạng Cố Giới đó chị, nhưng mà thấy rõ lắm. Mà chị chia sẻ đó chút xíu cho mọi người hiểu hơn đi chị. Rõ ràng hết trơn rồi sao không hiểu, rõ như ban ngày vậy hả, nhìn là thấy liền rồi. Chị ơi, nhưng mà cái đó là khi hóa sớ là nó ra cái hình như vậy luôn hả chị? Cái này không phải là Vân chụp, cái này là các bạn ở Hà Nội chụp và gửi cho Vân, là Vân thấy sao Vân chia sẻ thôi. Này là ở Việt Nam nha. Dạ. Thấy hóa sớ mà ra hình như vậy rất là nhiệm màu hả chị? Dạ, pháp hội rất là màu nhiệm. Chị Thủy vải rèm thân thiện. À, chị Thủy ơi, bữa nào có Zoom chị nên vô hẳn vô Zoom nha. Chị Thủy với chị Hưng mỗi thứ sáu giờ nhà giờ này thì mình có Zoom ha, số y như cũ. À, chị Thủy đó là chị là cái chị mà chị có thể là nói chuyện được với Dông Linh đó. Thì chị có gọi Vân hai mấy ngày trước đó, vài ngày trước nè, chị nói là chị đi ra chùa, một cái chùa nào đó là người ta đang làm pháp hội, người ta đang làm cúng siêu siêu độ đó, siêu độ vong linh đó. Thì chị mới nói chuyện với vong linh trong người của chị, và chị làm theo cái cách hướng dẫn của Vân. Chị nói là khi mà chị dự pháp hội đó rồi đó thì xong hết trơn rồi, thì ra ngoài xong hết rồi, xong chị ra, chị xong á, chị ra ngoài chùa thì chị hỏi là bao nhiêu vong linh siêu, thì nó trả lời hình như là ít lắm. Xong rồi chị mới nói là ok, vậy thì chị ngồi lại chùa và chị nói là bây giờ chị sẽ làm cái cách giống như Vân làm hồi bữa với mọi người, với chị đó, thì chị làm y chang như vậy. Thì chị nói là chị đưa được từng người một đi, và chị đưa được rất là nhiều vong linh thai nhi của chị và vong linh của quyền chưa phải của quyền, quán gia trái chủ của chị, là rất là nhiều vong linh đi. và chị nói chị rất là vui, là chị nói là chị làm một cách rất là nhẹ nhàng, đơn giản, và người ta có thể siêu. Chị với đứa con gái của chị làm y chang như Vân làm vậy đó, và họ siêu từng người một nha. Chị nói là về vì pháp hội quá là đông người,
cho nên là họ không có làm từng người và không có nói chuyện với từng người, cho nên họ không có cảm được. Và khi chị nói chuyện từng người như vậy thì từng người một siêu thoát. Yeah. Chúc mừng chị. Ok, mình cũng hết giờ rồi. Câu hỏi, một câu hỏi cuối cùng. Em dạ. Diễm. Dạ. Bên em ồn quá vậy em. Ok, nói đi em. Bên em đang có quạt máy đúng không? Đang bắt quạt máy hả? Dạ, nghe không. Có cái tiếng gió. Dạ, dạ, dạ không có chị, bên em lặng lắm, em ở trong nhà đóng cửa. Ok. Nghe, không, chị? Nghe dạ. Mà rất là ồn. Bị Diễm kìm lại cái chui á, cái chui điện thoại của chị á, chị nghe cái nghe, cái chui tai nghe nó cũng khích. À, không có khích. Ok, nói không thử. Rồi. Ok. Dạ, chị, em có ngỡ cháu á chị. Nó cũng bị lên lên xuống xuống vậy hoài á chị, mà bây giờ em có thể nhờ chị hiện tại bây giờ gặp mặt nhờ cho cháu em được không chị ha? Hiện tại bây giờ gặp mặt là sao? Cho em nó vô đây, em nhờ chị nó hơi nói giống như là cho cháu nó vô nó đi để cho chị gặp mặt cháu nó như thế nào để cho hết giờ rồi, có gì nhắn, có gì nhắn chị sao nha. Hết giờ rồi. Dạ. Dạ. Có gì nhắn chị sao, hẹn cái giờ khác. Dạ. Ok, rồi cả nhà nhé. À, lời khuyên cuối cùng của Vân là cố gắng tu tập mới giải được cái nghiệp của mình. Và nếu như các bạn cứ tiếp tục giải đãi lơ tơ mơ amateur tu tập ngày có ngày không thì chắc chắn mình sẽ không có giải được cái nghiệp này. Và nhớ, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn cả nước biển nữa, nước biển đại dương nữa. Mình sanh ra đây để trả nghiệp. Và cái nghiệp của mình nó khủng khiếp lắm. Mỗi ngày mình đều tạo thêm, chứ mình không có giải thì chắc chắn là khổ, nó chồng thêm khổ. Nó rất là khổ. Và chỉ có cái đường tu, chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu mình được thôi. Còn tất cả những cái cơm áo gạo tiền, những cái xung quanh mình chỉ là ảo thôi, chỉ là giả thôi. Và bên cạnh đó, nhớ tu là phải buông bỏ bớt từ từ. Chứ không thể nào mà tu mình một ngày đẹp trời Phật A-di-đà nói ngày mai con chuẩn bị nha, ngày mai ta tới ta rước con. Dạ dạ chưa, con còn thằng con út nó chưa lấy vợ. Đợi nó lấy vợ xong đi rồi con mới đi. Thì hỏng hết nha. Cho nên là phải buông, buông nha. Phật A-di-đà tới là phải đi liền. Vì cả đời mình tu tập là mình phải biết mục tiêu mình là mình muốn cái gì nha. Và tất cả những cái gì xung quanh mình toàn là giả tạo hết. Mình không phải nói giả là mình buông liền là không. Nghe Vân Võ nói là giả cho nên là tôi không biết ông là ai, tôi không biết con là ai, trời ơi chết. Nó đi tìm Vân là chịu không nổi đâu. Cho nên là giả có nghĩa là mình không thể nào đem họ theo được nha. Cho nên mình cần phải buông từ từ, buông bằng tâm, chứ không phải là buông cái là ly dị ông nha, ngày mai tôi ly dị ông nha. Con cái thì thôi tự động tụi bay take care đi, lo đi. À, tại vì Vân Võ nói là giả hết, tụi bay giả hết, cho nên là chết. Không được. Đừng suy nghĩ như vậy nha, về nhà cửa cho người ta hết, bán hết giường đi từ thiện bố thí hết là ăn mài nha. Ra ngoài đường ở là chết. Vân đạo nghiệp đó. Cho nên là Vân cần các bạn hiểu rõ cái chữ buông là như thế nào. À, nhẹ nhàng buông bỏ, coi nhẹ tất cả bằng cái tâm của mình. Tôi sẽ làm thật tốt những cái gì hiện tại. Và để rồi từ từ mình buông bỏ, để rồi tương lai mình sẽ có. Khi mà ra đi thì mình sẽ nhẹ nhàng ra đi. Và cái hạnh phúc hay đau khổ, cái sung sướng, an lạc hay không đó, cái mà mình phải nói là cái phước của mình có hay không là lúc cận tử nghiệp tới mới gọi là phước. Chứ không phải là bây giờ. Bây giờ nằm trong giàu sang phú quý nhung lụa mà các bạn không biết tu tập, có nghĩa là các bạn chưa gọi là phước đâu. Mà khi các bạn ra đi lúc mà cần tử nghiệp sắp tới, lâm chung tới rồi đó, mà các bạn có nhiều người tới hộ niệm, ban hộ niệm tới và khuyến khích mình, cùng đưa mình đi đó, niệm Phật cho mình đó, họ cùng bảo vệ huệ mạng mình, họ cùng nhắc nhở mình niệm Phật, đó mới là cái đại 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 phước duyên. Ok, chứ không phải là bây giờ các bạn nằm trong
giàu sang phú quý, được chồng thương con thương là gọi là phước đâu nhá. Đó là phước hữu lậu thôi. Còn cái mình muốn là cái bảo vệ huệ mạng an toàn khi mình ra đi trong cái dứt bỏ xác thân này, ok, và không ngoài tu tập mỗi ngày thì mình mới đạt được cái đó. Yes, bữa nay mình cũng không biết mình nói gì, cho nên là các bạn không biết là có không biết là mọi người có học được gì không. Ok, cố gắng tu tập vậy thôi, cho nên là vẫn có cái Zoom mỗi thứ sáu như thế này, và tu mà gặp cái vấn đề gì thì mình cùng nhau cởi mở, cùng nhau chia sẻ. Hẹn gặp cả nhà trong thứ sáu tuần sau nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi, A Di Đà Phật. Chào tạm biệt. Chúc cả nhà luôn an lạc, luôn tinh tấn nhé. Bye bye. Bye bye.